gãi luôn cái cây của em luôn, gãi luôn cái cây của em luôn, gãi luôn cái cây của em luôn. Xíu hàn the nữa, nhưng mà hàn the bây giờ là mình không sử dụng được, đó là cái chất cấm mà mình không sử dụng được, cho nên là mình sẽ bỏ cái phần hàn the đi, mình không sử dụng. Thì cái hàn the đó nó có công dụng là nó làm cho cái của mình nó, cái bánh của mình nó giòn thêm á cả nhà, cho nên là mình cứ ăn mềm mềm cũng được, mình không cần phải quá giòn, tại vì nó có cái vôi trong và cái nước sôi tàu rồi thì cái bánh của mình nó đã giòn đã ngon rồi. À, cho nên mình không cần phải sử dụng hàn the nha cả nhà. Đó thì em cũng có những cái chia sẻ như vậy. Thì cái bánh này á, nếu như mà theo hồi xưa người ta làm á, người ta phải khuấy hai nồi, phải khuấy hai nồi, là một nồi tay lúc nào cũng phải hai nồi đó, hoặc là hai người khuấy, khuấy hai, một màu trắng và một màu xanh để tạo cái gân, cái gân để cho nó rõ hơn. Mà làm như vậy thật sự rất là mất công luôn, và cái thời gian nó rất là nhiều đó, cho nên là mình làm không nổi đâu. Nếu mà yếu yếu mà phụ nữ mà yếu yếu mà không thể nào mà một lúc khuấy hai nồi như thế này được. Cho nên thì theo cái công thức này á, mình làm mình chỉ sử dụng một nồi thôi, nhưng mà mình dùng cái giống như mình gọi là cái ở trong em gọi là cái sạn đó, mình quậy một chiều kim đồng hồ thôi, mình quậy đến khi nào, nhưng mà cái sạn đó phải dùng cái sạn đó. Trong cái clip mà em chỉ cách làm trong này nè, cả nhà thấy em quậy gãi cây luôn, nửa đêm rồi không mua cây được nữa, nên em dùng cái đũa bếp em quấy. Thì cái đũa bếp á, nó sẽ làm cho cái gân của mình nó bị loãng ra. Nếu mình dùng cái sạn đó, cái sạn gỗ đó, thì nó cái gân của mình nó sẽ nhiều hơn, cho nên trong cái bánh của em mọi người thấy là nó ít cái gân, nó vẫn có gân nhưng mà nó ít hơn, là lý do là em dùng cái đũa bếp. Cái lúc sau cùng á, em dùng cái đũa bếp cho nên là cái gân nó ít. Nhưng nếu mà cả nhà mua cái sạn mà nó cứng chút xíu, cái của em mua nó hơi yếu, mình mua cái cứng xíu rồi mình khuấy ngược lên. Lúc đầu là mình khuấy theo chiều kim đồng hồ như vậy nè, mình khuấy theo chiều kim đồng hồ, sau khi mà bột nó đã đặt lại rồi á, mình mới khuấy ngược lên, mình khuấy ngược lên, khuấy ngược lên, khuấy ngược lên. Vì khi khuấy ngược lên như vậy á, thì cái bánh của mình nó sẽ được chín, dần dần chín, và cái gân của mình nó sẽ hiện rõ hơn đó. Cho nên khi mà cả nhà làm á, cả nhà chú ý cái này nha, mình làm thêm mình cái này, mình làm mình rút ngắn cái giai đoạn là làm một nồi thôi, mình rút ngắn giai đoạn, thay vì làm hai nồi mình làm một nồi, thì cả nhà làm theo cái cách đó nó sẽ ra gân ha. Còn dùng cái đũa bếp, tại vì cái đũa bếp nó là một cái cây, cho nên khi mình hòa cái bột vô, mình hòa cái bột thì cái bột nó giống như là mình quậy đều, giống như trong cái clip bánh lọc của em mà dùng cái đũa bếp là nó hòa đều hết rồi, nó không có tách màu ra được. Còn khi mình dùng cái sạn á, mình dùng cái sạn thì mình xới lên, trong giảng như xới vậy đó, xới lên thì cái bột của mình nó không có được đều nữa, cho nên là nó sẽ có cái gân đó. Còn như ngày xưa thì mình cứ đổ một nồi trắng một nồi xanh, hai nồi ép lại trộn lại với nhau thành ra cái màu gân nó nhiều đó. Thì cả nhà mình coi, nếu như mà mình làm mình chưa chắc ăn, mình cũng có thể làm hai nồi, ông xã một nồi, mình một nồi, và mình khuấy khi nào chín hay cả hai cùng chín rồi thì mình hòa hai cái đó lại với nhau. Nó có hai cách làm ha, thì cả nhà mình coi nếu mình có điều kiện lúc nào thì mình làm lúc đó. Nhưng mà theo em thì cái bánh này nó cũng đã ngon và đẹp rồi ha, cho nên là
Còn cái lá dứa, cái bánh mà khi mà em làm cái lá dứa thì em nói thêm cái này mình phải cho xíu màu thực phẩm vô thì cái bánh của mình nó mới đẹp, chứ nếu mà mình dùng màu màu tự nhiên của lá dứa thì màu nó không đẹp nha cả nhà. Tại mình khuấy thì nó chín, lá dứa mà nó chín thì nó sẽ màu nó sẽ sậm xuống và nó không đẹp. Và khi mà cả nhà cho màu thực phẩm thì mình cho màu màu không vị không mùi để mình, để cái bánh này nó quan trọng nhất là cái vị lá dứa. Mình ăn mình phải nghe được cái vị của cái lá dứa tự nhiên, cho nên khi cả nhà cho cái màu thực phẩm á, mình phải cho cái màu màu không mùi không vị để nó không bị lấn át cái mùi vị của lá dứa của mình ha. Đó, mình chú ý cái này giùm em nha. Tại cái bánh này truyền thống là mình phải có cái vị lá dứa, nhưng mà mình nếu mà mình dùng cái vị lá dứa mà lá dứa màu đi, dùng hương đi, thì cái mùi nó không được ngon nha cả nhà. Theo mà dội bánh dân gian của miền Nam em là không có ngon. Mình phải sử dụng 100% cái vị của cái lá dứa tự nhiên nó mới ngon nha. Đó, thì còn cái cúc dừa thì nếu mình không có bột bán, bột khoai mình vẫn không sử dụng cũng được, không sao hết nha cả nhà. Mình sử dụng cúc dừa thôi. Đó, thì em cũng có những cái chia sẻ như vậy. Rất là vui khi chia sẻ được nhiều món ngon với cả nhà luôn á. Tại vì nhiều khi bây giờ em muốn ra một cái clip nào đó là phải ngon, phải đặc biệt để cho cả nhà mình làm. Bữa giờ ta rất là nhiều clip rồi đúng không cả nhà, 40 mấy clip rồi. Thì em muốn khi mà em ra cái clip nào em suy nghĩ và em nghiên cứu thật kỹ rồi em mới ra để cả nhà coi và mình làm theo ha. Đó, thì cái bánh này thì mình quấy nó cũng hơi hơi mệt, nó cũng tựa tựa như bánh lọt á. Nhưng mà nếu mà mình dạy cho mình đam mê đi, mình đam mê mình cố gắng mình làm được. Tại vì cái bánh này nó qua, nó không như bánh lọt là mình phải quậy cho nó tới cái độ nó chảy ra để mình mới ép được. Bánh này chỉ cần chín là được thôi. Nó chỉ cần mình quấy mình thấy bột trong và mình nghĩ nó tầm 30 phút là, nếu mà theo cái công thức này tầm 30 phút là nó chín đó cả nhà. Đó, cho nên là khi mà mình làm á thì mình thử làm sao nặng xíu mà mình có được cái miếng bánh ngon và lạ cũng đáng phải không? Đây nha cả nhà, đây là cái nước vôi nha. Cái nước vôi em ngâm, em đã ngâm 4 tiếng đồng hồ cho nó lắng xuống nè cả nhà. Đó, nó lắng xuống và ở trên nó có nổi nổi cái bọt ở trên ra. Và em sẽ lọc lại, em vớt cái bọt ở trên ra. Và em sẽ vớt và cái cặn vôi mà nó còn ở dưới đáy là em sẽ bỏ đi nha. Em bỏ đi cái cặn vôi dưới đáy và em lọc cái nước trong ở trên. Thì cái công thức vôi này là em sử dụng 1/2 muỗng cà phê. 1/2 muỗng cà phê em cho vôi ăn trầu á, 1/2 muỗng cà phê vôi ăn trầu. Và em ngâm với lại, em hòa tan với lại 5 lít 2 nước nha cả nhà. Đó, bây giờ thì em sẽ vớt cái cặn bỏ hết ở dưới đáy, em bỏ vào trên mặt em cũng bỏ và em vớt ra, em tách ra và em sẽ lọc lại. Mình lọc qua cái rây cho, hoặc là cái khăn á cả nhà, mình lọc qua cái khăn cho nó mịn nha. Cái nước vôi này sau khi em đã lắng trong như thế này nè cả nhà. Đó, em đã lắng trong rồi ha. Cái này là 5 lít 2 nước vôi nha cả nhà. 5 lít 2 nước vôi này thì em sẽ ngâm với lại là 320g bột năng. 320g bột năng em sẽ cho vô đây. 300g bột gạo. 300g bột gạo em dùng tại ký hết nha cả nhà. Đó, 300g bột năng và 300 bột gạo nha. Và bây giờ thì em sẽ hòa cái hỗn hợp bột này lại nha cả nhà. Hòa cái hỗn hợp bột này lại và mình sẽ cho bột nghỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha. 2 tiếng đồng hồ cho bột nghỉ nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ xay cái lá dứa. Em xay cái lá dứa và em lấy tinh lá dứa nha cả nhà. Thì để xay cái lá dứa này em sử dụng là nửa ký lá dứa nè. Nửa ký lá dứa này em rửa sạch. Em chỉ lấy cái phần xanh thôi nha. Cái phần mà màu cuốn trắng như thế này nè. Đó, cái cuốn trắng như vậy là mình bỏ đi nha cả nhà. Đó, cái cuốn trắng như vậy là mình bỏ đi. Mình chỉ lấy cuốn xanh thôi ha. Đó, cái lá nhỏ ấy mình cũng bỏ luôn. Đó, mình chỉ lấy cái lá xanh thôi. Và 700 nước. Nửa ký lá dứa thì mình sẽ sử dụng là 700 nước lọc nha. Đó, 700 nước lọc và em sẽ xay. Cái này xay thì em sẽ xay mà dạng giống như nó không nát quá nha cả nhà.
nó không nát quá để em xay. Không quá nát nhiều nha, nát vừa thôi đó. Và đây nè, em sẽ lọc nó ra, lọc thêm lần nữa đó. Thì em sẽ được cái hỗn hợp lá dứa này. Thì cái lá dứa này nè cả nhà, em cũng sẽ không có bỏ trong tủ mát gì đâu. Em sẽ để như thế này, để như thế này trong vòng 2 giờ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng cho nó lắng xuống nha cả nhà. Giờ mình sẽ lấy cái tinh lá dứa nha. Em ngâm đó 320g bột năng với lại 300g bột gạo. Và em ngâm trong đây với lại 5 lít 2 nước cho tàu nè cả nhà. Đó, bây giờ thì sau khi nứt ở tàu em ngâm với lại bột xong rồi thì nó sẽ lắng lên, nó sẽ lắng và nó nổi cái ở trên là cái bọt, bọt ở trên là mình sẽ bỏ đi này, nó nổi bọt này ha. Thì em sẽ bỏ đi cái phần này là 2.7 lít nha cả nhà. Em sẽ bỏ đi 2.7 lít cái lớp nước ở trên nha. Còn lại cái bột này nha, là em lấy cái bột này nha. Rồi tiếp theo là em sẽ lọc cái lá dứa nè cả nhà. Đây là cái lá dứa, nửa ký lá dứa và em xay với lại là 700ml nước. Nửa ký lá dứa xay với 700ml nước và em để 2 tiếng hồ nó sẽ lắng xuống. Cái tinh lá dứa nó nằm ở dưới. Và bây giờ em cũng bỏ cái lớp trên luôn nha cả nhà. Em bỏ cái lớp trên ra để em lấy cái tinh lá dứa. Đó, em chừa lại còn khoảng 250ml nha. Cái này là 250ml lá dứa đó. Rồi em sẽ cho vô cái phần bột nha cả nhà. Đây là cái tinh lá dứa nha, cho vô cái bột này luôn. Đó, cho vô bột và em cho tiếp 100g bột năng và 100g bột gạo nữa. Cho tiếp 100g bột năng và 100g bột gạo. Cái này mình cũng hòa cho đều. Cái em nói thêm cái này, cái lá dứa của mình á thì sẽ không bao giờ mà nó có cái màu mà đẹp mà cả nhà muốn giữ, muốn để từ sáng tới chiều á thì sẽ không có cái màu lá dứa nào mà để mà đẹp hết nha cả nhà. Cho nên là mình phải bỏ thêm cái màu thực phẩm vô nha. Màu thực phẩm vô để mình giữ cái nước cho tàu ha. Nước cho tàu nha cả nhà. Nước cho tàu này là em mua ở Xanh Ký á. Mua Xanh Ký ha. Thì em sẽ sử dụng với công thức này, em sẽ sử dụng là 20ml nha cả nhà. Nè, nước tro tàu dùng làm các loại bánh này nha. Đó, em mua ở Xanh Ký ha. Cái này dùng để gói bánh lá tre mùng 5 á cả nhà. Mùng 5 tháng 5 người ta cũng gói bánh, người ta sử dụng cái này luôn nè. Trong công thức này em sẽ sử dụng là 20ml nha cả nhà. Em sử dụng 20ml nước cho tàu nha. Cho tàu làm cho bánh của mình nó giòn á, giòn ngon. Đó, bây giờ em sẽ cho từ 5 đến 10 giọt màu thực phẩm vô, màu xanh vô nha. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 luôn đi cho đẹp. 9, 10. Đó. Mình quậy cái hỗn hợp này cho đều nha cả nhà. Đó. Rồi mình để đây là ít nhất là 1 giờ đồng hồ. Và cái mà ngon nhất thì là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đó, tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là được. Mình đừng có để lâu quá nha.
lâu quá thì giống như cái vôi nè, rồi cái tro tàu nó sẽ nó không còn có cái tác dụng mà gọi là nó làm cho bánh giòn nữa nha cả nhà. Cho nên là mình để tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là hợp lý nhất nha. Sau khi mà em để 2 tiếng rưỡi nha cả nhà, em để 2 tiếng rưỡi rồi đó. Và bây giờ thì trước khi mà em quấy thì em sẽ tha cái khuôn trước. Cái khuôn này mình để ngoài mình bánh ra, mình để lên bánh đó nha cả nhà. Mình tha miếng dầu. Dư dầu cho cái nồi bột này luôn. Bây giờ cái khuôn này nha, mình để đây chút hồi bánh chín rồi mình bỏ vô khuôn nha cả nhà. Rồi. Bây giờ thì em sẽ bật bếp lên nha. Bật bếp lên nha, mình quấy bột nha cả nhà. Em đã làm cái con lọt rồi đó. Thì cả nhà thấy nó cũng ngang hàng với cái con lọt á. Đó. Nó từ 30 đến 45 phút á, tầm đó đó nha cả nhà. Đó. Từ cái nồi nước mà lẩm bẩm vậy nè, mình lấy cho nó tới khi mà nó chín nó đặc vẹo lại đó. Quấy nha. Em làm mấy cái món này mà nó khó nè, cho nên là em sẽ không có cắt ghép video gì hết nha cả nhà. Cái lúc mà quấy như vậy là em để luôn á, em để cái máy cho quay luôn á, thì cả nhà coi mà canh làm nha. Làm cái bánh này mình có cái nồi gang á, làm sướng lắm. Như bánh gì nó cũng có cái chuyên dụng cho cái dụng cụ đó, mình không có thì mình sử dụng cái nồi mà đế cho dày một chút. Bây giờ là bánh nó bắt đầu nó ấy rồi thì mình sẽ quấy nha cả nhà, mình quấy theo chiều kim đồng hồ nha. Quấy một chiều thôi nha. Bánh nó đầu nó bột nó bắt đầu hơi cứng cứng á, cho nên là mình sẽ quấy một chiều thôi. Cứ một chiều vậy cả nhà, quấy cho em nha. Cả nhà nhớ nha, nhớ quấy theo chiều kim đồng hồ nha.
mấy con lọ cả nhà. Hôm bữa em có cái clip mà chia sẻ về làm mấy con lọ thì nhân tiện đây em cũng nói luôn, cái con lọ đó đó mọi người làm nhớ theo cái cách mà em làm, tại vì em làm theo công thức đó xong rồi em mới là em không có cắt bỏ video cho cả nhà để cả nhà mình xem dùm theo cái cách làm của em. Và khi mà bột nó bắt đầu như vậy nè, một xíu nữa nó sẽ cứng lại, thì cái giai đoạn đó khi mình làm á, mình phải thật mạnh tay, mình phải quậy, mình tắt bếp đi, mình tắt bếp xong rồi mình quậy cho nó chảy ra, chứ đừng có để lên bếp rồi bật nó mình quậy hoài nó không có chảy ra đâu. Nó chảy ra rồi thì mình mới là mình quậy là bột nó đều hết và nó chảy ra thì mình sẽ bỏ lên bếp và mình làm, mình quậy tiếp, quậy khi nào mà bột nó trong và nó chảy thành chớp á, thì nó là nó đạt. Nhiều khi mình làm nó chưa tới á, nên nó mới có một bạn thấy để á, làm không tới á. Tại vì cái clip em kỹ lắm, em làm từng giây từng phút em để luôn cho cả nhà làm mà em đâu có cắt gì đâu. Nên cố gắng coi cái này làm phải dùng sức rất là nhiều, yếu là làm không có nổi thôi. Nó giống như nè, bây giờ nó hơi nặng tay rồi nè. Đó, bột bắt đầu nặng tay rồi đó. Tánh đúc đây là mình nhỏ lửa lại nha cả nhà, nhỏ lửa lại mình quậy. Khi mà mình quậy được cỡ bột nó lên như vậy rồi á, bắt đầu mình quậy ngược lên nha. Quậy ngược lên nha cả nhà. Mình quậy, mình cứ quậy cái ngược lên, lúc nãy mình quậy theo chiều kim đồng hồ, bây giờ mình quậy ngược lại nha. Nhà thấy em quậy không? Đó. Quậy ngược lên nha, chứ không phải như bánh lọ là em quậy một chiều, bánh lọ em cứ một chiều em quậy, khi nào chảy ra thì thôi, nhưng mà bánh này là em sẽ quậy ngược lên.
lại, cứ quậy ngược lại, quậy hoài vậy, khi nào mà bột nó trong rồi được. Mới quậy hai người nha cả nhà, hai người mới quậy được nha, một người quậy không có xong đâu. Lúc này là mình phải cho lửa nhỏ thiệt nhỏ nha, khi nào bánh nó trong rồi thì nó mới chín nha cả nhà, chứ mình để lửa lớn quá nó vừa khét mà bánh mình của mình nó chưa chín á, nó không có trong. Gãi luôn cái cây của em luôn rồi. Cây này yếu quá. Là mệt, phải dùng hai tay, quậy. Cả nhà nhìn cái màu nó đẹp không? Mình quấy lâu như vậy á, làm gì làm mình cũng phải cho nó có cái chút màu thực phẩm vô thì nó mới ngon, màu nó mới đẹp, nó mới giữ lâu được. Chứ màu lá dứa thường á, màu lá dứa nguyên chất nó sẽ không có được đẹp đâu. Cái này nó sướng hơn cái bánh lọ hình, mình chỉ ép, mình chỉ quậy khi nào chín thì thôi. Quậy khi nào nó bột nó trong nó chín thì thôi. Nhớ là mình đảo ngược lên nha cả nhà. Lúc đầu là mình quấy cho chiều kim đồng hồ, sau đó là mình phải đảo ngược nha. Hơi mệt luôn, đánh đuối. Nó xị bong bóng này cả nhà, đó là nó đang sôi lên, sầm sục sầm sục á, mình phải cho nó sôi sầm sục lên á thì nó mới chín. Cái món này ở Sài Gòn á, ở chợ Bàn Cờ á cả nhà, người ta bán quá trời luôn, bán mà nổi tiếng luôn á.
nó bán ngày mấy chục ký luôn. Thấy nó trong bột còn đó ha, đó. Cái bột nó trong nữa. Bột nó trong rồi đó nha. Hai vợ chồng em người dịnh người quấy đó cả nhà. Em thì em phải quấy để em có kinh nghiệm chồng em dịnh đó. Thật sự thì ai cũng muốn biết cách làm thôi, chứ còn để mà làm thì cái người nào phải gọi là đam mê lắm á thì mới làm tiếp được đó. Cũng dai rồi đó cả nhà, nó ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Thank you.
mình đảo ngược vậy á, bánh nó sẽ có vân nè, cả nhà thấy không? Đó, nó có cái vân nè, đó, nó có vân vân như vậy khi mình đảo ngược đó. Còn mình đảo mà đảo một chiều á thì nó sẽ không có ra vân. Đảo một chiều cái vân bánh nó không ra, mình phải đảo ngược lên vậy đó. Thường á, tối á, mình làm, sáng mình lấy. Tại vì cái bánh này càng lạnh á, thì nó mới ngon nha. Chứ mà không có lạnh á, nó không có nguội thì là nguội, không có khó cắt bánh ra, bánh nó không ngon nữa. Nên mình phải để cho thiệt là nguội nha. Cả nhà thấy cái bột ở trong không? Đó, nó ra vân vân á, hai màu á. Phút nha cả nhà. Trong rồi đó, được rồi nè cả nhà. Chín. Rồi bây giờ là nó chín rồi nha cả nhà. Đó. Và bây giờ thì em sẽ cho ra cái khuôn nha. Cái khuôn hồi nãy mình lấy rồi đó. Giờ sẽ cho ra khuôn. Bây giờ thì em sẽ nấu nước đường nha cả nhà. Nấu nước đường thì để nấu nước đường này em sử dụng là 700g đường thốt nốt, 700g đường thốt nốt gừng ha. Và bây giờ thì ở đây em sử dụng là 1 lít nước, 1 lít mốt nước, 1100 nước á, 1100ml nước. Em cho 700g đường, 700g đường, em cho gừng vô luôn.
gừng. Cái này bây giờ em sẽ nấu cho sôi nha cả nhà. Nấu sôi, khi mà mình nấu sôi thiệt là sôi rồi á, mình sẽ cho chanh vô. Mình cho 1/4 của quả chanh vô nha. Đó, 1/4 quả chanh mình cho vô đây. Đó, và mình nhỏ lửa lại, mình nấu trong vòng 30 phút nha cả nhà. Đường vô á, cả nhà mình quậy đi, mình sợ nó bị khai, bị khét đít á, nó bị khê cái đít á, thì bây giờ mình quậy trước. Đó, mình quậy trước cho nó tan bớt đi ha. Cho nó tan bớt rồi sau đó rồi mình bật bếp. Nếu mà đã bật bếp rồi thì không được quậy nha. Nếu bật bếp rồi là phải để nó tự tan nha. Rồi bếp lên. Bật bếp lên, khi nó sôi bùng lên, nó sôi bùng lên cả nhà nhỏ lửa lại. Nhỏ lửa lại khoảng 50 nha. Nhỏ lửa 50 và mình để trong vòng 30 phút cho cái đường này nó sánh nha. Nó sôi lên là đường nó tan á, đường nó tan là mình nhỏ lửa lại ha. Đó, cái đường này nè cả nhà. Là em nấu trong vòng 30 phút cho nó lửa nhỏ 30 phút nha. Và bây giờ là em tắt. Khi mà mình nấu 30 phút rồi á thì mình sẽ tắt bếp. Mình để nguội trong vòng 10 phút. Mình để nguội trong vòng 10 phút rồi mình sẽ bắt lên mình nấu cho sôi lại. Sôi lại từ 3 đến 5 phút là mình tắt bếp, là cái đường của mình xong nha. Nhớ nha, em đọc lại nha. Đường 700g, 1 lít mốt nước, mình nấu một ít gừng, mình nấu cho sôi bùng lên. Mình nấu sôi bùng lên rồi mình cho một xíu chanh vô, 1/4 của cái quả chanh vô. Rồi sau đó là mình nấu, mình để lửa nhỏ, lửa trung bình nhỏ, nấu trong vòng 30 phút. 30 phút xong rồi cả nhà tắt bếp để cho nguội 10 phút. 10 phút sau cả nhà bắt lên nấu sôi như thế này. Ha, nấu sôi như thế này trong vòng 3 đến 5 phút rồi mình sẽ tắt bếp. Là mình xong cái giai đoạn mình nấu nước đường nha cả nhà. Thì mình nấu như vậy để cho cái đường của mình nó kẹo lại, nó ngon á. Nó vừa kẹo kẹo lại nó rất là ngon nha. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn làm nước cốt nha cả nhà. Em sử dụng là nửa ký dừa nạo. Đây, cái dừa nạo này nha. Em mua nhờ người ta nạo sẵn luôn. Nửa ký dừa nạo ha. Và 900ml nước. Nước đun sôi tầm 40 độ nha cả nhà. 900ml nước đun sôi tầm 40 độ. Thì em sẽ chia cái nước đó ra làm hai phần. Một phần là 300, một phần là 600. Phần 300 này em sẽ vắt làm nước cốt dừa nha. Nước cốt đầu tiên nha. Ba trăm này em sẽ bỏ vô đây. Nước 40 độ ha. Và nhồi. Này làm theo kiểu dân gian ngày xưa cả nhà. Làm đúng kiểu ngày xưa luôn. Mình nhồi cho ra cái nước đầu tiên là gọi là nước cốt nhất. Nhồi cho mạnh tay nha. Nhồi nước cốt dừa này mình nhồi thiệt là mạnh tay để cho nó ra cái cốt đầu tiên á, cho nó béo. Sau khi mà mình nhồi khoảng 5 đến 7 phút. Mình nhồi cái cốt này khoảng 5 đến 7 phút nha cả nhà, cho nó ra cái cốt. Ra cái cốt dừa cho nó ngon. Đó. Thì bây giờ em sẽ rây lại nha. Đó, sau khi mà em vắt rồi cả nhà, em vắt 5 đến 7 phút rồi ha, thì em sẽ rây lại.
thật chặt luôn nha. Mình sẽ có được cái cốc nhất. Điều này ngon thơm ghê. Rồi còn lại cái sát dừa này thì mình sẽ làm cốc nhì. Cốc nhì mình sẽ lấy 600g 600ml nước mà hồi nãy mình nấu á nha. Đó. Cốc nhất là 300, cốc nhì là 600 ha. Đó. Mình sẽ dắt, mình nhồi nữa, mình dồi 5 đến 7 phút nữa nha cả nhà. Thôi, nó chưa ăn hết rồi bà. Đó, đây là cái nước cốt mà cốt nhì nha cả nhà, cốt nhì của 600ml nước á, em gắt cốt nhì. Em sẽ quay lại một lần nữa nè. Rồi. Giờ em sẽ cho là 100g đường vô luôn nè. Rồi 40g bột năng và một xíu muối nha cả nhà. 40g bột năng, xíu muối em cũng cho vô đây luôn. Đó, giờ cái này mình hòa cho tan nha. Khi mà mình bỏ vô luôn lúc đầu đi nha, mình bỏ bột năng, bỏ đường, bỏ muối đồ vô lúc đầu đi. Đó. Rồi mình hòa cho nó tan, bột năng cho nó tan hết, đường nó tan hết, rồi mình mới bắt lên nồi mình nấu. Mình bật bếp lên nha cả nhà, mình sẽ cho vô đây. Trong khi bật bếp thì cả nhà phải quấy liên tục nha. Cái lửa nhỏ vừa thôi. Mình cốt dừa mình đừng có quay lửa lớn, mình quay lửa vừa thôi. Đó, bây giờ là mình bật bờ bếp lên rồi mình sẽ quậy liên tục. Đó, mình quậy liên tục để cho cái dừa này nó không bị khét đáy. Tại vì mình có bỏ bột năng vô rồi. Mà nếu mà mình không quậy liên tục á, nó sẽ bị ốc trâu á, bột nó bị ốc trâu liền á. Nên là phải quậy liên tục nha. Lửa nhỏ mà quậy liên tục. Để khi nào nó sánh lại rồi mình mới cho cái nước cốt nhất vô. Đó, sau khi mà em quấy bột nè cả nhà, bột nó bắt đầu là nó mịn lại như thế này nha. Nó mịn lại như thế này thì em sẽ cho cái nước cốt nhất vô luôn nha cả nhà. Cho cái nước cốt nhất vô thì mình cũng quấy, mình quấy liên tục luôn. Mình quấy liên tục luôn nha. Quấy liên tục cho nó khoảng 3 đến 5 phút nha cả nhà. Đó. Quấy liên tục 3 đến 5 phút và mình sẽ tắt bếp nha.
là mình được cái nước cốt dừa để ăn bánh đúc nha cả nhà. Cái này nếu mình là ấy, mình có thể ăn cái chè bưởi rồi chè đậu rồi cũng được, gọi là cái cốt nó rẻ đó, nấu cốt rẻ cho chè bưởi đó. Đó cả nhà, cái dừa nè, cốt dừa nè, sau khi mà em nấu xong nè, rất là ngon nha, sánh mịn vừa nha. Thì bây giờ thì mình để như vậy mình ăn cũng được, nhưng mà em thì thêm xíu cái bột bán và cái bột khoai vô cho nó nhìn cái nước cốt cho nó ngon. Đây là cái bột bán nè, bột bán bột khoai này mình mua ở chợ nha cả nhà. Ở chợ mình vô mình nói mua đồ nấu chè, mua cái bột khoai bột bán là người ta chỉ nha. Đó, bột khoai là cái cọng dài, bán là cái vọng cọng mấy cái viên bi nhỏ nhỏ đó. Thì mình sẽ ngâm nước và mình lụa chín rồi mình cho vô cốt dừa nha. Đó, cho vô cốt dừa nhìn nó hấp dẫn lắm. Đó, nhìn ngon không cả nhà? Nhìn cái cốt dừa rất là ngon luôn, đặc biệt luôn. Quậy đều. Cái cốt dừa này mình nấu kỹ như thế này á thì mình xài được 8 tiếng đồng hồ cả ngày luôn nha cả nhà. Cả ngày luôn và không bị hư nha. Đó, cốt dừa này mình để được cả ngày luôn á. Mình nấu theo cái kiểu này là mình để cả ngày luôn nha. Đó. Ngon quá. Nhìn cái bột khoai nè. Bột khoai bột bán ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thôi cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà nha, nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ nhấn cái chuông nè, nhớ like và share kênh Ngọc Khánh Vlog để nhận thêm nhiều cái chia sẻ mới của em nữa nha. Thì cả nhà nhấn cái chuông nè thì ra là em có clip mới cả nhà thấy liền, không cần phải tìm. Có một số chị là chưa tìm được hết những cái video mà em chia sẻ. Khi cả nhà vào trang cá nhân Ngọc Khánh Vlog á, bấm vào cái chữ video thì nó sẽ xổ xuống rất nhiều cái video của em và mọi người sẽ thấy. Có một số bạn không tìm thấy những cái clip của em á, cho nên là mọi người theo cách này nha. Và nhớ like nha, like nhiều lắm nha. Tại vì cái clip này em làm á cũng hơi đổ mồ hôi nhiều, rất là cực luôn mà phải cố gắng để làm. Tại vì cũng có nhiều bạn hỏi và nhiều bạn hỏi là chị ơi làm món này đi, nhưng mà một khi em làm thì em phải làm cái món đó cho ngon và cho nó đẹp thì em mới làm chia sẻ lên cả nhà. Khi xem nhớ like cho em nha. Cảm ơn cả nhà.